Đây là cái hành trình đi đến Quảng Trị còn đi được hay không? Đó, đây là cảnh siêu minh tạng để cho cô chú mình xem ha, tại cô chú mình có hỏi siêu minh tạng trước khi đến nào, đây mình cố gắng em gắn lại, em quay cho rõ để cho cô chú mình xem nha. Hồi nãy thì siêu minh tạng mới dán mấy miếng thuốc dán nha, tiếp tục để lên đường mọi người. Dán mấy miếng dán. Tiếp tục hành trình. Bây giờ cũng chuẩn bị thoái đồ rồi để chuẩn bị tiếp tục lên đường mọi người, tiếp tục hành trình. Bởi vì là như tất cả mọi người đã biết thì các sư cũng phải gọi là đi trên đường nhựa mọi người, rất là nặng. Anh lại sư Minh Tạng chuẩn bị hành lý. Em nghĩ là chắc lát nữa sư Minh Tạng cũng nghĩ xong rồi, sư Minh Tạng cũng xuất phát thôi cô chú. Chiều cũng xuất phát đi á. Mình qua tí xíu đủ giờ thì mình ra ngoài để cho sư Minh Tạng nghỉ ngơi nữa chứ. Sư Minh Thành nữa. 2 phút nữa em ra ngoài nha cô chú để cho sư tự do. Cho thầy nghỉ ngơi. Bây giờ Phật tốt chú chị, em thông báo cho cô chú chị trên kênh em hiểu được rồi ha. Cái chân siêu minh tạng cũng mới vừa dán thuốc nha cô chú, dán thuốc rồi em hy vọng là lát nữa chiều nay sẽ di chuyển được ha. Tuy nó khó khăn nhưng mà vẫn siêu minh tạng rất là có ý chí nha, mặc dù đau cũng ráng đi ha. Tốt chú chị, em sẽ dí theo cho cái chai thuốc của mọi người đó, chai thuốc đó thầy vẫn thường thuốc bình thường nha, đó chai thuốc đó bóp. Di Đà Phật, ông Bích Cô Lượng. Ok. Đó các chú chị ơi, bây giờ chắc chiều nay sư Minh Tạng di chuyển cô chú, em thông báo đến đây là được rồi, em ra để cho sư Minh Tạng với là mấy huynh nghỉ ngơi ha. Các chú chị, cô chú an tâm nha, cái chân của sư Minh Tạng vẫn chưa bớt nha cô chú, nhưng mà mới dán thuốc nha cô chú. Em hứa là em quay đúng 8 phút em ra liền, em không có quay lâu được ha. Tại vì để cái không gian cho sư Minh Tạng nghỉ ngơi ha. Đúng rồi, chướng ngại hơn nữa. Bây giờ em nói mấy cô chú, em nhắn gửi tất cả những khán giả nào mà nghe được ở trên ở quê ở Quảng Trị nha, nếu mà cô chú mà yêu thương thầy á thì lội thành làm thành một nhóm, một đội đó mình quét đường nha, giống mấy cô chú Nghệ An á, mấy cô chú Nghệ An thật tuyệt vời ha. Có một nhóm một đội luôn quét, mà danh động quét luôn đó, quét không có một hộp cát nào trên đường luôn mọi người. Em hy vọng là tới đất Quảng Trị sẽ sạch sẽ nha, để cho cái đường đi của sư Minh Tệ với sư Minh Tạng với tất cả các huynh đệ được trân tru nha mọi người. Bán đường đến có một khán giả nói vui là đường đến Thỉnh Kinh ở Tây Thiên rất là khó khăn, còn đây con đường đi học tập của sư Minh Tệ, sư Minh Tạng với huynh đệ cũng rất là gian nan các chú chị. Em xin phép dừng tiếp đây nha các chú chị ơi, lát em sẽ chạy theo quay sư Minh Tệ nha.